Anh Sơn với má nghỉ tay ăn thốt nốt đã. À, ăn đi con. Mai mốt lên thành phố học, làm gì có thốt nốt mà ăn. Anh lên thành phố ăn sung mặc sướng, làm chi nhớ mấy món ăn này. Nhớ chứ, Sơn đi rồi Sơn về mà. Không có anh Sơn thì đâu có ai hái thốt nốt đuổi bò cho Sunny. Cái con này, không lẽ mày bắt anh Sơn đuổi bò cho mày suốt đời sao? Thạch Sơn. Ủa, Tuấn hả? Hết giờ làm việc rồi mà còn ngồi đây. Mày nhớ ai vậy? Tao phải làm cho xong bản báo giá cho bên công ty thương mại của Lâm. Ủa, sao cả buổi sáng nay tao không thấy mày? Sáng nay tao phải ghé qua trường lấy bằng tốt nghiệp. Ủa, cha, tốt nghiệp lợi giỏi luôn hả? Đã nghe. Cũng chẳng đây làm gì. Sao kỳ á? Tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp mà lại làm chuyên viên marketing. Thiệt là tréo cẳng ngỗng. Có gì lạ đâu. Tao tốt nghiệp kỹ sư chế tạo máy bách khoa, bây giờ cũng chung xuồng với mày. Miễn sao là mình được làm việc ở thành phố, làm ở công ty nước ngoài, lương cao. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Dạ thưa ba con nghe. Con đã ghé trường lấy bằng tốt nghiệp chưa? Con lấy rồi ba. Vậy giáo sư Đinh Dự có nói gì với con chưa? Dạ. Giáo sư nói với luận án của con, nhà trường quyết định cho con đi học nghiên cứu sinh ở Pháp. Ý con sao? Con cần có thời gian suy nghĩ thêm ba. Trời đất, cơ hội này mà con còn suy nghĩ gì nữa. Thôi bữa nay con về sớm, cha con mình bàn. Mà tối nay là sinh nhật của em gái con đó. Con nhớ về sớm nha. Dạ, con nhớ. Nhưng ở đây còn nhiều việc quá. Con sẽ cố gắng. Con chào ba. Có chuyện gì mà buồn vậy Sơn? Ông già nuôi biểu tao thu xếp qua Pháp học tiếp. Trời, có như vậy mà mày cũng buồn hả? Đi học suốt 5 năm, lấy bằng kỹ sư nông học rồi ở lại thành phố, chẳng làm được gì. Thạch Sơn, bữa nay mày làm sao vậy? Biết bao nhiêu người ước được vị trí của mày. Tao thiệt không hiểu nổi mày. Tao còn bà mẹ ruột dưới quê. Ngày đi học, tao hứa sẽ trở về quê với má. Vậy mà 7-8 năm tao chưa trở lại. Lâu lâu bà khăn gói lên thăm tao một chút rồi về. Hôm nay mày biết ngày gì không? Ngày gì? Ngày Tết Chung cho năm thơ mây của người Khmer. Chắc giờ này má tao mong tao lắm. Tao hiểu mày rồi. Đi đâu cũng phải nhớ về nguồn cội của mình. Thôi, hôm nay tao mời mày đi đập phá một bữa, coi như tao du Tết dân tộc với mày. Ok? Chắc tao phải về. Hôm nay là ngày sinh nhật Kiều Trâm, em gái nuôi của tao. Nãy tao nghe mày nói với ông già là mày bận gì công ty. Vậy là mày tính chuồn rồi còn gì? Tao cũng không muốn mang bộ mặt ảm đạm này về, làm mất vui không khí gia đình. À, mình đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Cảm ơn em. Mình đi. Thôi tao không biết nhảy vô trống làm gì. Không biết nhảy vô đó nhâm như dễ sầu. Còn người ta nhảy cũng vui lắm. Sớm mà, uống đi.
nhiên mày yêu cầu người ta muốn dân tộc, khác gì mày đánh đố người ta rồi. Múa điệu Khmer đi. Ê, nói gì nói lại coi. Tôi muốn thưởng thức điệu múa quê tôi. Vâng, theo yêu cầu của quý khách, sau đây là điệu múa Khmer do Mỹ Lệ biểu diễn. Đẩy vô đây chứ. Trời ơi, ở đây mày có gặp em gái của mày, mày cũng phải im miệng. Mày phải coi chừng tụi bảo kê, coi chừng mày làm hại luôn con nhỏ đó đó. Vậy là sao? Là gái nhảy chỉ có thể giải quyết bằng tiền, mày để tao lo. Em làm ơn lại đằng kia đó, cái anh mặc áo khoác riêng đó, mời anh qua đây anh nói chuyện một chút ha. Dạ. Nhìn ở đây, sếp tôi thích con nhỏ mới múa xong. Nhiêu mắc à? Trọn gói là một chai. Trọn gói muốn nhảy dù hả? Nửa chai. Ok, nửa chai. Qua lễ tân lý chìa khóa phòng 101, lên đó đợi. Ê, nhớ trả tiền bãi đáp. Trời ơi, thôi đi. Mỹ Lệ không ra sàn nhảy tiếp khách à? Em mệt quá. Mệt mà múa điệu dân tộc dữ quá ha. Xạo dừa thôi, hửi được hơi khách rồi hả? Khách nào? Là cái thằng yêu cầu em múa điệu Khmer đó. Nó đang chờ em ở phòng 101. Đi lẹ lên. Tha cho em đi anh, bữa nay em mệt quá, không đi nổi đâu. Ăn đòn mấy lần rồi mà chưa tởn hả? Làm cái nghề này mà không chịu đi khách thì ăn, có mà ăn, ăn cái quần gì hả? Đi, lẹ lên. Vô đi. Trời ơi, em đúng là Sony thật rồi. Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi? Không, tôi là Mỹ Lệ, không phải là Sony. Sony, tôi là Thạch Sơn đây mà. Thằng Thạch Sơn sóc om hay đuổi bò giùm em, hay hái thuốc nốt cho em. Em còn nhớ không? Mới 6-7 năm mà em đã quên hết rồi sao? Có thật không? Anh là Thạch Sơn thiệt à? Anh là Thạch Sơn đây. Suốt những năm qua trong đầu óc của anh, khi nghĩ về quê, chỉ có hình bóng của mẹ và khuôn mặt của Sunny. Vậy mà sao em lại xa vào hoàn cảnh này hả Sunny? Em cũng như mấy đứa con gái ở quê thôi, muốn trốn chạy cái nghèo. Nhưng ở Sài Gòn còn thiếu gì việc, tại sao em vô chỗ này? Một đứa con gái yếu đuối, bơ vơ nơi đất khách, không quen biết một ai. Em phải làm sao anh? Em dại dột quá. Đâu phải cứ bỏ lên Sài Gòn là có cuộc sống giàu sang đâu. Mà còn anh thì sao?
anh cũng bỏ qua mà đi. Anh hứa với em là sẽ về. Vậy mà cuộc sống sung sướng cũng giữ chân anh lại thành phố này đó thôi. Anh không bỏ quê mà anh đi học thì có khác gì đâu anh. Thôi thì con người có cái số cả. Bây giờ anh đang là người trả tiền để mua được em. Vậy anh cứ làm những điều mà những người đàn ông khác vẫn làm. Hãy quên con nhỏ Sony ngày xưa đi. Mà cứ coi em là một con mỹ lệ nào đó. Không, em không được buông xuôi cuộc đời như vậy. Cái anh cần tìm là tình yêu của em, chứ không phải là... Em còn gì nữa đâu mà tìm. Nhất định anh sẽ tìm cách đưa em rời khỏi đây. Không, anh đừng lớn tiếng như vậy, nguy hiểm lắm. Nếu không, đó sẽ là nỗi nhục suốt đời của anh. Anh sẽ quay lại tìm em. Anh Thạch Sơn. Bye. Mình về nhà Trâm. Bye con nha. Bye với mày. Bye. Bye. Thôi chút nữa đi nha. Mai gặp nha Trâm ơi. Cà phê nha. Thôi cái đâu kia. Con đóng cửa nha má. Con cứ khép hờ vậy đi. Thằng Thạch Sơn còn chưa về mà. Dạ. Má thấy anh Sơn tệ không? Sinh nhật của con mà anh trốn đi đâu không biết nữa. Con đừng trách anh con. Nó có phone về cho ba hồi chiều là quá nhiều công việc chưa làm xong. Làm việc ở công ty nước ngoài là vậy đó. Làm gì thì làm, cũng phải dành chút thời gian cho em Út chứ. Chẳng lẽ... Thôi, con lên thay đồ rồi nghỉ đi. Còn tập bài mai diễn báo cáo. Thôi chết, con quên nữa. Xin phép ba má cho con lên tranh thủ tập bài. Còn mấy đoạn con chưa có chuốt xong. Ừ, con đi đi. Dạ. May mà nó theo nghề âm nhạc, chứ nó theo làm kinh tế như thằng Sơn thì khổ. Suốt ngày lăn lộn với thương trường. Ông còn lo gì? Thằng Sơn á, là thằng có chí. Thiệt là không uổng công hai vợ chồng mình đã cưu mang nuôi nấng nó từ nhỏ. Nhưng tôi vẫn còn lo lắm. Nó đã tốt nghiệp đại học. Ông lo cho nó vô công ty lớn. Lương bổng cũng khá. Vậy ông còn băn khoăn điều gì? Bà có nhớ hôm nay là ngày Tết chôm thơ năm thơ mây của người Khmer mình không? Nhớ chứ. Nhưng mình đang ở trên này, đâu có điều kiện mà tổ chức. Tôi đâu có trách bà. Nhưng điều tôi nghĩ là hẳn thằng Thạch Sơn nó không quên đâu. Thì nó không quên nguồn cội nó là tốt chứ sao? Vậy là bà chưa hiểu ý nó. Nó rất nặng lòng với bà Thạch Kim, mẹ nó ở quê. Nên dù mình đã thương yêu nó như con ruột, nhưng nó vẫn thấy tủi thân, thấy bơ vơ khi ở đây. Do vậy bữa nay nó viện lý do bận việc, không muốn về chứng kiến cảnh vui vẻ trong buổi sinh nhật của con Kiều trong nhà mình. Ông cứ khéo lo hà. Vợ chồng mình đón nó lên đây là để nuôi cho nó ăn học, là vì tình nghĩa đồng đội giữa ông với ông Thạch Kim, cha đẻ của nó. Chứ mình đâu có tranh đoạt đứa con của người ta. Chính vì lời hứa trước khi ông Thạch Kim hy sinh mà tôi muốn nó phải hơn tôi, phải có một sự nghiệp lớn hơn bây giờ. Ông còn muốn ở nó điều gì nữa? Tôi muốn nó qua Pháp du học lấy bằng tiến sĩ. Nhưng xem ra nó không muốn. Tưởng gì, bọn trẻ bây giờ nó thực dụng lắm. Ông coi, nó làm việc trong công ty đó, lương của nó còn hơn lương giáo sư của ông, lương bác sĩ của tôi nữa. Bà bắt mạch sai rồi. Vấn đề không phải là lương. Nó cũng biết, mình đã dành hết cho nó, kể cả ngôi biệt thự này và gầy dựng cho nó với Kiều Trâm. Nó còn mong gì hơn nữa? Tôi cảm ơn bà đã chia sẻ cùng với tôi trách nhiệm đó. Nhưng dù sao mình cũng phải nên hiểu nó hơn. Tôi thấy như nó đang bức xúc điều gì đó. Thưa ba má, con mới về. Ủa Sơn, có chuyện gì vậy con? Sao mặt mũi phờ phạc gì nè? Dạ, không có gì đâu má. Thôi, con nó về là tốt rồi. Em đừng căng vặn nó nữa. Con có vẻ mệt, thôi lên ngủ đi con. Con xin phép ba má. Ừ. Em có linh cảm, hình như nó có chuyện gì anh à?
Bữa nay mặt nó khác lắm. Ngày mai em thử hỏi nó coi. Xin lỗi Kiều Trâm, sinh nhật của em mà anh bận việc quá không về dự được. Dạ không sao, anh còn có chuyện lớn phải lo. Sinh nhật của em chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi mà. Thôi, đừng giận anh nữa. Anh có quà cho em nè. Nhận cho anh vui. Chiếu cố cho anh lần này thôi đó. Em thích không? Wow, đẹp quá. Em cảm ơn anh hai. Ủa sao mặt anh bơ phờ quá vậy? Có chuyện gì không anh? Chắc tại anh đi làm về mệt. Thôi anh vô trong để em đàn cho anh nghe bạn thích nhất nghe. Đi anh. Cũng là con gái Khmer mà sao có những người được sống sung sướng như Kiều Trâm, và cũng có những người sống quá đau khổ tủi nhục như Sunny. Không, mình sẽ phải làm một điều gì đó cho Sunny, phải đưa Sunny ra khỏi chốn nhơ nhớp đó. Sơn, để chút nha. Em, cho ly cà phê đá. Sao, hôm qua đi chơi với cô gái đồng hương vui không? Tao bỏ về. Sao kỳ vậy? Chuyện cái nhảy đi dù với khách á là chuyện bình thường. Cũng chính vì cái bình thường đó mà tao đau đớn chịu không nổi. Trời, mày trở thành nhà từ thiện từ khi nào vậy? Cô gái đó chính là Sunny, người bạn thân nhất của tao thuở nhỏ. Nỗi nhớ quê hương của tao chỉ có hai hình ảnh cụ thể, là mẹ tao và cô ấy. Cảm ơn em. Tao xin lỗi vì đã xúc phạm tới tình cảm của mày. À, mà mày nhắn tao tới gấp có chuyện gì vậy? Mày là thằng bạn thân nhất của tao ở thành phố này, mày phải giúp tao. Giúp gì? Phải cứu Sunny ra khỏi chỗ đó. Mày đã tính với cổ chưa? Tao có nói, nhưng tao đã bỏ chạy vì không chịu nổi tiếng khóc của cô ấy. Nhưng tao tin, tao tin chắc là Sunny cũng muốn như vậy. Được rồi, việc giải cứu một cô gái nhảy không ly kỳ hấp dẫn như trong phim Găng Tơ đâu, mà chỉ đơn giản là chuyện mua bán thôi. Mua bán là sao? Có nghĩa là nếu như mình không có thế lực thì mình phải có số tiền gấp 5 đến 10 lần giá trị thực mà bọn chủ đã mua cô ấy thông qua bọn môi giới. Vậy khoảng bao nhiêu? Để hỏi lại đã. Về thế lực thì tao có thể giúp mày. Chiến hữu của ba tao á là sếp công an quận đó. Bọn chủ ngoài tiền chỉ sợ công an thôi. Vậy thì mày giúp tao, tao có tiền mà. Ừ, vậy thì tính tiền rồi chúng ta đi. Đi đâu? Đưa anh Hùng đi cứu mỹ nhân chứ còn đi đâu nữa. Thank you.
Sao? Hiệp sĩ Đông Ki Sốt có cần Sanso đi theo để làm trợ thủ không? Thôi, để tao vô một mình. Vô trọng gặp được Sunny, tao sẽ phun cho mày sao? Ok. Ờ, gặp giáp phun cho tao nghe. Chúc hiệp sĩ thành công. Nhớ đừng bỏ chạy như hồi hôm nghe. Ai đó? Sunny. Anh Sơn. Anh, em sợ anh sẽ đi luôn, đi mất. Suốt cả đêm qua em không ngủ được. Em chỉ nghĩ đến anh thôi. Anh cũng vậy Sunny. Em thực sự cần có anh. Nhưng em không xứng đáng. Em chẳng còn gì để đến với anh. Em phải tin anh. Anh đừng giận em. Anh đừng bỏ em nha anh Thạch Sơn ơi. Không, em đừng lo. Anh sẽ đưa em thoát khỏi chỗ này. Anh sẽ... Anh đừng nói chuyện đó ở đây, nguy hiểm lắm. Em sợ cái gì? Anh sẽ lo tiền chuộc em ra. Chuộc em ra để làm gì? Em sẽ đi về đâu? Anh sẽ đưa em về lại với Phương Sóc quê mình. Có ai xua đuổi em đâu. Là tự em trốn chạy cái nghèo khổ, bỏ quê mà đi. Giờ để em như vậy, có ai chấp nhận em quay trở lại hả anh? Nhất định anh không để em ở đây được. Em không thay đổi đời bằng cái giá quá đắt như vậy. Mọi người đều như vậy. Cả anh nữa. Sao anh không giữ lời hứa là sẽ về Phun Sóc? Phải. Anh nhận ra là tụi mình đã bội bạc quê hương. Đã đến lúc phải về thôi. Anh sẽ đưa em cùng về. Anh Sơn, có thiệt là anh sẽ về quê cùng em không? Đúng. Nhưng anh sẽ không đem cái nghèo khổ về quê. Sunny, em thu xếp đồ đạc rồi đi cùng anh. Hay lắm. Tính đưa mỹ nhân đi đâu vậy anh Hùng? Em đừng sợ, hắn không dám làm gì mình đâu. Dòm cái mặt mày là tao biết ngay. Thế nào mày cũng dụ dỗ con nhỏ. Mày phạm luật chơi rồi đó. Luật nào? Luật như tụi mày đặt ra, luật giết người thì có. Mày hả? Mày... Chạy! Ê tụi mày đâu? Giết tao tụi nó! Lại mày! Mà mày nói không ly kỳ như phim Gangster hả Tung? Tao đâu có ngờ kịch bản lại phát triển theo kiểu action như vậy mày. Trời ơi, giờ này mày còn ngậm điếu thuốc như phim cao bồi vậy? Nãy giờ mà tao biết tao đang ngậm cái gì tao chết liền luôn á. Thôi, giờ mình kiếm chỗ nào mình ăn đi. Rồi lát mình tính tiếp. Cứ chạy đi. Bây giờ tao đưa Sunny về chỗ em gái tao gửi đó đã. Rồi mình tính tiếp, ok? Em cứ yên tâm về chỗ ở của em anh Tuấn. Anh về nhà thu xếp với ba má. Vài hôm nữa sẽ đón em về quê. Anh Sơn, em sợ lắm. Anh có về quê với em thiệt không? Em cứ tin anh. Anh đã tìm được em rồi. Không để mất em lần nữa đâu. Bộ mình tính về quê thiệt hả Sơn? Chuyện này tao tính từ lâu rồi, nhưng chưa thực hiện. Giờ đã tìm được Sunny, tao phải dứt khoát thôi. Con đã trả lời dứt khoát với nhà trường rồi sao? Thưa ba, cho phép con được nói hết suy nghĩ của con. Con nói đi. Ba cũng muốn biết con đền đáp những công sức của ba má như thế nào. Nhờ công ơn của ba má mà con lấy được tấm bằng kỹ sư nông học. Con cảm thấy sung sướng vì điều đó ba.
Ba má cũng thấy tự hào vì con đã giành được tấm bằng đó bằng sự miệt mài học tập, bằng chính khả năng của con. Nhưng thưa ba, tấm bằng đó đã trở nên vô nghĩa. Vì sau đó, ba đã xin cho con vô một công ty nước ngoài, chỉ chuyên về thương mại. Không lẽ đó là lỗi của ba sao? Con không dám nghĩ như vậy. Nhưng ba có biết, những năm tháng học tập của con chỉ nghĩ có một điều là, một ngày nào đó, con sẽ đem những kiến thức học được để trở về phong sóc quê mình ba. Để làm sao cho mẹ con, cho bà con ở dưới quê đỡ khổ cực, đỡ nghèo khó, đỡ lạc hậu. Con cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Con sẽ về quê ba. Con xin về phòng nông nghiệp huyện. Chỉ có ở đó con mới làm đúng những gì mà con đã học. Thì ra vậy. Có nghĩa là con sẽ bỏ tất cả những gì mà ba má đã tạo dựng cho con suốt bao nhiêu năm qua. Hai cha con sửa soạn xong chưa? Sắp tới giờ Kiều Trâm biểu diễn rồi đó. Hai mẹ con cứ ra xe trước. Cha con tôi ra liền. Ừ. Đi con. Bây giờ con với ba đi dự đêm biểu diễn của Kiều Trâm. Tối nay cha con ta tiếp tục câu chuyện về nói. Dạ. Để bảo đảm cho đêm diễn, xin quý vị tắt máy điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung. Xin cảm ơn. Hiện nay Thạch Sơn không thể nhận cuộc gọi. Xin bạn vui lòng nhắn vào hộp thư thoại sau tiếng bíp kéo dài. Anh Sơn ơi, anh hẹn tối nay tới, em chờ anh lâu quá. Em phải ghé về phòng trọ để lấy đồ đạc. Anh về chỗ anh Tuấn thì chờ em về nha. Sao? Người hùng của mày đâu rồi? Nó bỏ mày rồi hả? Rồi mày cũng phải bò về đây thôi. Mày đang... Tuấn hả? Sao đi về phòng trọ rồi? Thế nào tụi nó cũng chờ đó. Tao qua bển đi. Mày qua liền nghe. Gấp lắm đó. Con quỷ, mày gọi điện thoại kêu thằng bồ mày tới đây ngay. Nói nó mang 15 triệu tới đây liền. Còn không, tao rạch cái mặt mày nát với bàn cờ tướng á. Muốn làm gì thôi thì làm. Không mắc gì tới anh. Mày... Tao hỏi mày lần chót, mày có gọi điện thoại cho nó không? Đưa Lý Lam đây, để tôi giải phẫu thẩm mỹ cho nó.
chút nữa thôi mày sẽ thành chung vô diệm bà ngay. Suri, em sao không Suri? Tất cả đi. Em đến làm gì đâu? Em đâu có làm gì? Mấy anh đi nào. Đưa Suri vô bệnh viện. Anh à, không biết có chuyện gì xảy ra mà thằng Sơn đi suốt đêm không thấy về nhà. Tôi cũng đang chờ nó. Tôi có chuyện cần nói với nó. Cái thằng đang coi em nó biểu diễn tự nhiên bỏ chạy đi đâu không biết nữa. Lúc này tính khí nó thất thường lắm. Không biết có chuyện gì không. Hôm qua nó vừa nói với tôi là nó sẽ về quê. Về quê? Nó không chịu đi du học à? Nó xin về phòng nông nghiệp huyện để phát huy đúng sở trường kỹ sư nông nghiệp của nó. Cái thằng này lạ thiệt. Chắc là có chuyện gì đó anh à. Alo. Hả? Được, bắt tới liền. Thằng Sơn bị cướp đánh, đang ở bệnh viện. Trời ơi. Suli tỉnh rồi Tuấn ơi. Suli, em có nhận ra anh không? Suli. Anh Sơn ơi, anh Sơn. Anh Sơn ơi, anh Sơn. Suli, em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện qua hết rồi. Em bình tĩnh lại đi. Anh Sơn ơi, anh đừng bỏ em. Tụi nó bắt em gọi điện cho anh, nhưng em không gọi. Em sợ tụi nó giết anh mất. Anh Sơn ơi. Không. Suli, anh sẽ không bỏ em đâu. Anh sẽ luôn ở bên em. Em đừng sợ. Tụi nó bị công an bắt hết rồi. Khi nào em khỏe lại, tụi mình sẽ về thăm quê, thăm má. Nín đi em. Con chào hai bác. Cô ấy là bạn của Sơn hồi nhỏ ở dưới quê. Lên Sài Gòn kiếm việc làm, rơi vào tay bọn chúng nên bị chúng đánh. Cô cũng là người Khmer phải không con? Dạ đúng. Bọn Mặt Rô bắt cô ấy gọi điện tống tiền Sơn, nhưng cô ấy không chịu, bị bọn chúng đánh đập dã man quá. Kiều Trâm, Kiều Trâm. Ba, con ngồi xuống đi. Thưa ba, đây là Sunny. Cô ấy là... Ba hiểu rồi. Con thật xứng đáng là một chàng trai Khmer. Còn ba thì quá ích kỷ. Ba, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ con đưa Sunny về nhà ta để mẹ chữa trị và chăm sóc cho em nhé. Sunny, vậy là ba đồng ý chuyện tụi mình rồi. Má có chút quà gửi cho má con và má Sơn. Hai đứa về quê lo làm ăn ổn định rồi ghé lên thăm ba má nghe. Mấy ngày qua được ở đây, được má chăm sóc cho lành vết thương, con như chết đi rồi được sống lại. Con không biết lấy gì để đền ơn ba má. Con đừng nói tới chuyện ân huệ. Các con về dưới chí thú làm ăn, còn nhớ tới ba má là vui rồi. Vài tháng nữa là em phải sang Pháp du học rồi. Em đi, rồi anh cũng đi. Ba má thui thủi có hai người, chắc là buồn lắm. Anh sẽ thường xuyên về thăm ba má, chứ có đi luôn đâu mà em lo. Anh có biết là ba đã sắp xếp cho hai anh em mình cùng đi du học ở một nước là để mình luôn bên nhau không? Anh hiểu chứ. Ba má rất kỳ vọng vô mình. Vậy mà anh đã phụ lòng ba má. Nhưng em hiểu cho. Anh không thể làm khác được. Thôi, ông kỹ sư nông nghiệp cứ yên tâm mà lên đường. Em đâu có ích kỷ như anh nghĩ đâu. Em cũng là con gái Khmer chứ bộ. Em đi học về á, biết đâu
sẽ có ngày anh em mình cùng làm việc chung ở Sóc Ôm sao? Em hứa rồi nha. Khi nào em về, anh sẽ mời em làm hiệu trưởng một trường âm nhạc dân tộc Khmer lớn nhất miền Tây. Anh nhớ nha. Yeah. Thôi mình đi xuống dưới để ba má đợi. Đi anh. Ba, má, anh hai hứa sẽ cho con lên làm chức hiệu trưởng trường âm nhạc dân tộc Khmer đó. Vậy hả? Dạ. Cái thằng này thiệt à, chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Vậy rồi bay có mời ba bay làm hiệu trưởng trường đại học An Giang không? Còn má, má có được làm giám đốc sở y tế không? Ba tin con trai ba má sẽ làm được những điều thật tốt cho quê mình. Ba má sẽ luôn ủng hộ con. Con mong được đón ba má về quê một ngày gần nhất để thấy và mừng những điều con làm được cho quê hương. Các con à, lẽ ra ba má phải về quê từ lâu rồi, nhưng má con có những nỗi buồn riêng. Nhưng tới đây, vì các con, ba má sẽ thu xếp về để dự đám cưới của Thạch Sơn và Sony. Phải không em? Anh chị nhớ gửi thiệp hồng sớm sớm đó nha. Dạ, con chào hai bác. À. Trời đất ơi, mấy bữa nay tao mệt gần chết với những công việc mình để lại ở công ty đó. Tưởng không tới kịp để tiễn hai đứa bay rồi. Tiễn đưa lòng vòng chi cho mệt. Mà nhớ địa chỉ xuống với tụi tao là được rồi. Nhớ sao không nhớ? Hai bác biết không, con đợi lúc thằng Sơn trở thành ông chủ trang trại đó, lúc đó con xuống con tiếp thị mấy nông ngư cơ luôn thể đó. Ba má nhớ về với tụi con nghe. Giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Má nhớ nhắc ba uống thuốc đều nha má. Con về dưới cho má gửi lời thăm má con nha. Dạ. Dạ. Ba má cũng giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Hai đứa về tới dưới, điện thoại cho má liền ha. Dạ, con về con điện liền. Sơn, anh thương cái hai thúc nốt cho em ở đây nè. Bao năm qua mà cảnh vật vẫn như xưa. Quê mình còn nghèo quá Sunny à. Liệu mình về đây có sống nổi không anh? Bao nhiêu người đã bỏ quê mà đi. Anh đưa em về quê không phải để em tiếp tục sống những ngày cực khổ như trước. Nếu không làm thay đổi được bộ mặt Phương Sóc thì anh sẽ mang tội với má, với em. Anh đừng nói vậy. Giờ thì cực khổ đến đâu em cũng không sợ nữa. Chỉ cần có anh bên cạnh thôi. Em phải bỏ cái nếp sống cam chịu đó đi. Vậy chuyện của mình sẽ ra sao hả anh? Em hãy tin anh. Đám cưới của tụi mình sẽ hòa chung ngày vui của bà con Phum Sóc. Em có chờ được không? Dạ. Bao lâu em cũng chờ. Má ơi, con về rồi nè.
Sơn. Má. Trời đất ơi, lâu quá rồi. Qua cả bao nhiêu cái Tết chôm cho Nam thơ mây, giờ con mới về thăm má. Có cả Sunny cùng về với con kìa má. Dạ, cháu chào bác. Vậy là bữa nay tụi con về để... Chưa đâu má, nhưng lần này con về ở với má luôn. Con nói sao? Con về với má luôn hả? Dạ, con đã tốt nghiệp kỹ sư nông học, xin về phòng nông nghiệp huyện. Xin mấy chú cho biệt phái về phun sóc om luôn. Con về là má mừng rồi. Nhưng mà các con như vậy, các cái bằng kỹ sư chi đó nữa, liệu có sống nổi ở cái quê nghèo mình không? Má đừng lo, con đã tính hết rồi. Thôi, để con chở Sony qua nhà rồi con thưa chuyện với má sau. Là sư cả. Thím Mì hả? Có việc chi mà qua chùa sớm vậy? Dạ, con Sony nhà tôi nó về rồi. Nó về với mấy đứa con gái trong phum hả? Nó về một mình. Dạ, thằng Thạch Sơn đưa nó về. Cũng lạ, thằng Thạch Sơn được thầy giáo Dương Thái Sa đón lên Sài Gòn ăn học từ nhỏ. Còn con Sony thì theo đám con gái đi tìm việc làm. Sao nó lại về chung với nhau vậy cả? Tôi nghe người ta đồn nó làm cái nghề nhảy múa gì đó trên Sài Gòn, mà tôi chưa tin. Giờ nhìn cách ăn bận của nó, tôi chịu không thấu. Sự cả là bác ruột của nó, bây giờ tính sao? Thêm giận làm chi? Tụi trẻ nghe đồn thổi đua nhau bỏ quê mà đi. Có đứa về lại, con Sunny nó về lại là phước lớn cho gia đình rồi đó. Nhưng mà tôi lo lắm. Nó trốn nhà đi, trong phun người ta đồn này đồn nọ. Giờ nó về chung với con bà Thạch Kim, không biết có chuyện chi. Thôi Thím cứ về đi, để coi tụi nó có biết đường mà tới chùa không. Lúc đó tôi sẽ hỏi. Xin đi. Anh Thạch Sơn. Anh mới lên huyện, mấy chú ở trển thấy anh về mừng lắm. Làm ngay thủ tục cho anh về phum mình. Ủa, má đâu rồi em? Dạ, má qua chùa rồi. Ủa, sao mặt em biết xị vậy? Cả tối hôm qua má la em một trận, má nói em mất nết, bỏ quê đi rồi, chứ không giống gái Khmer nữa. Má nói em đua đòi ăn mặc này nọ. Má nói đúng rồi còn gì nữa. Anh không bên em thì thôi, còn nói. Em coi lại em, con có giống mấy cô gái thành phố không? Về quê mình thì phải mặc đồ dân tộc mình. Em nghe lời anh, cứ quấn xà rồng thiệt đẹp là má vui liền. Thiệt hả anh? Ừ. Vậy em đi thay đồ Khmer anh coi có đẹp không nghe. Ừ. Samrep sớm. Samrep sớm mà đai. Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm trái thốt nốt cho anh Sơn ăn. Chú Thạch Ken ơi, chú có nhà không? Anh kiếm ba em ha. Mình là Thạch Sơn, kỹ sư nông nghiệp, mới được cử về công tác ở phương ta. Ba em đi họp trên quỹ ban rồi, cũng sắp về á, mời anh lên nhà uống nước. Cảm ơn. Anh cũng là người Khmer ha? Không những là Khmer chính gốc, mà anh còn được sinh ra ở phương Sóc Om này nữa. Anh giỡn hoài. Em là người ở đây, sao không biết anh? Em không biết cũng phải thôi. Lúc anh lên Sài Gòn học, chắc em còn nhỏ xíu à. Ủa, vậy anh con nhà ai? Ba má anh là Thạch Kim.
Vậy thì em nhớ rồi. Cô bác kê, anh lên Sài Gòn học giỏi lắm, lại sống trong gia đình giàu có. Ủa, mà sao anh lại về quê? Em thấy lạ lắm sao? Vì có ai học hành thành đạt, sung sướng, lại chịu về lại cái quê nghèo này đâu. Cũng chính vì vậy mà nhiều người không tin vào sự trở về của anh. Dạ, người Khmer mình vốn thật thà chân chất, mà bây giờ thật giả lẫn lộn, nên hay sinh ngờ vực. Anh nghĩ mình cứ làm việc tốt, rồi bà con sẽ hiểu mình. À, anh chưa được biết tên em. Em tên là Phên, Thạch Thị Phên. Tiện đây em nhờ Phên giới thiệu anh với bí thư chi đoàn của Phum. Sao em cười? Thì em là bí thư chi đoàn đây mà. Vậy sao? Đi tìm trưởng Phum mà gặp được bí thư chi đoàn thiệt là hên quá. Nhưng chi đoàn đâu có quyền giải quyết giấy tờ công tác cho anh. Anh đã trình giấy tờ ở ủy ban xã rồi. Hôm nay tới tìm trưởng Phum để xin thầu cái đầm nước bỏ hoang và vườn thốt nốt. Ủa, sao anh nói được cử về đây công tác? Đúng. Nhưng bây giờ mọi người có quyền làm kinh tế cho mình, việc công việc tư đâu có ảnh hưởng gì. Chuyện này em không hiểu. Anh sẽ bàn thêm với em. Anh muốn đoàn thanh niên cùng làm để xóa đói giảm nghèo cho bà con, để giữ chân những người bỏ quê ra đi. Em hiểu rồi. Nhưng lúc này tụi nó đi làm ăn xa nhiều, sinh hoạt đoàn cũng bê trệ lắm. Mình ráng làm cho thật tốt, nếu công việc có kết quả sẽ kéo họ về quê thôi em. Anh kỹ sư nông nghiệp kiếm tôi hả? Có việc gì không? Con chào chú Thạch Ken. Con tìm chú định bàn vài việc. Việc công hay việc tư? Việc công ra ngoài ủy ban. Việc tư bàn với con Phên cũng được. Má, giờ này má chưa ngủ hả? Từ bữa con về, ngày nào cũng đi biền biệt. Má thấy con ốm mà đen đi rồi đó. Con thực sự muốn làm điều tốt cho Phương sóc mình, mà người ta lại không tin. Con định làm điều chi? Con định thầu đầm nước bỏ hoang và vườn thốt nốt để làm kinh tế. Mà chú Thạch Kết cứ lưỡng lự hoài. Ở quê mình, đất của ai người nấy làm, không ai đụng chạm tới ai. Còn việc của con làm, một mình chú Thạch Ken không quyết định được đâu. Người Khmer mình, ngoài chính quyền, còn có nhà chùa con à. Trời đất, vậy mà con nghĩ hoài không ra. Con cảm ơn má. Chào chị Thạch Kim. Ủa, chú Thạch Ken đi đâu tối vậy? May quá, có hai mẹ con ở đây thôi thì tôi cũng nói luôn. Có chuyện gì vậy chú? Về cái chuyện nửa công đất, chị thương vợ chồng tôi cho cái rẻ, hả không? Nhưng mà bây giờ thằng Sơn nó biểu tôi xả cái giống lúa mới gì đó để mà làm thí điểm. Nhưng mà tôi chỉ lo cái giống mới này nó không có quen đất, rồi lỡ nó xa xảy cái gì rồi sắp nhỏ nó không có cái gì để nó ăn. Chú Thạch Chen à, đó là giống lúa ngắn ngày, có tính kháng rầy, lại thu hoạch trước mùa lũ, năng suất rất cao. Chú phải tin vào kỹ thuật chứ. Dạ, cây lúa thì cũng như con người, sống ở đâu thì quen ở đó. Đâu phải thấy tốt hơn rồi đem trồng đại ở đâu cũng được. Thạch Sơn à, mày thông cảm cho chú, mày vận động người khác làm thí điểm được không? Việc vận động bỏ kiểu làm ăn theo nếp cũ là rất khó. Chú là bà con với gia đình cháu mà không dám làm thì ai làm đây? Vậy đó, không lẽ tao làm khó dễ cho mày? Chú Thạch Che nè, tôi tính vậy được không? Chú cứ gieo xạ thí điểm, được thua khỏi tính phần tôi. Chị đã tính cho tôi như vậy, không lẽ tôi so đó hơn thiệt với cháu? Thôi tôi về nghe. Dạ. Con cảm ơn má. Má đã giúp con. Nếu là cái gánh nặng thì má sẽ gánh hết cho con trai của má. Anh Thạch Sơn ơi, con ra ngoài một chút. Ừ. Ủa Sunny, sao em không vô nhà? Chiều nay em qua nhà Kiếm Anh để cùng em qua chùa gặp sư cả Thạch Lự mà không thấy anh đâu. Anh cũng tính gặp bác ấy. Em gặp bác ấy có nói gì không? Em
em đã thú thật với bác tất cả mọi chuyện. Cả chuyện tình cảm của tụi mình nữa. Mà bác có vẻ không tin. Là không tin. Chú Thạch Chen, sư cả Thạch Lự, cả chú Thạch Ken, tất cả đều không tin anh. Thiệt khó cho anh quá. Còn chị Thạch Phên thì sao? Chỉ có Thạch Phên là ủng hộ anh. Nhưng với danh nghĩa của đoàn thanh niên thì chưa đủ mạnh. Còn em nữa chi? Đúng rồi, anh còn có em. Mình đã hứa với nhau rồi. Ngày vui của mình sẽ hòa chung với niềm vui của bà con trong phum. Coi như đó là điều kiện thách cưới hả nha? Sư cả đã biết chuyện tình cảm của con và Sunny. Cháu đã kể hết với ta rồi. Bây giờ con là chỗ dựa lớn nhất của nó. Đời nó đã khổ quá rồi. Không biết rồi con có thật lòng muốn cứu vớt cuộc đời nó không? Con đưa Sunny về đây để cùng nhau làm một điều gì đó cho quê hương. Để con được sống hạnh phúc. Con xin sư cả giúp tụi con. Ta hiểu được lòng con rồi. Kẻ người mà suy nghĩ được như vậy, con khiến ta mừng lắm. Nếu giúp được gì cho con, ta sẽ cố gắng hết mình. Dạ, con cảm ơn sư cả. Dương Thốt Nốt này của một người chủ bò đi nước ngoài, có một thời gian cùng giao cho đoàn thanh niên của tụi em, nhưng thu hoạch kém quá, lại không có người, nên bây giờ bỏ không. Vậy mà anh xin thầu, ba em lại không cho. Lúc gần đây có một ông tên Hiệp, tự xưng là hòa sĩ, là chủ doanh nghiệp gì đó, gặp ba em xin thầu. Nhưng sau đó ông xoay qua đầu tư lò gốm mỹ nghệ, làm cả om cả ràng dân tộc. Vậy anh ta có làm được gì không? Cũng làm được vài chuyến. Ba mẹ của Sunny làm được nhiều nhất. Nhưng sau đó ông đi kiếm những cô gái trong phum, nhờ ngồi mẫu để vẽ. Vẽ thì ít, mà sợ tay nắng chân thì nhiều, coi kỳ lắm. Phên có bao giờ ngồi làm mẫu cho ông vẽ chưa? Em hả? Còn lâu á. Lớ sớ là em cho ăn ngủ mắm và hóc lên đầu ngay. Biết tánh ông dê như vậy nên ba em đâu có cho thầu Dương Thốt Nốt này nữa. Sao anh không đầu tư vào làm gốm hay đan lát, có phải dễ hơn không? Anh là dân nông nghiệp, đâu rành mấy thứ đó. Sao anh xin thầu Dương Thốt Nốt với cái đầm này làm chi vậy? Anh sẽ cho dọn sạch khu đầm để nuôi cá, kết hợp với Dương Thốt Nốt, vừa khai thác vừa cải tạo thành khu du lịch sinh thái. Em thử hình dung coi, giữa khung cảnh này nè mà tổ chức những đêm nhảy lâm thôn giữa cô gái Khmer hát hay múa giỏi thì coi như băng. Vậy thì hay quá, nhưng ai múa hát cho? Con gái Khmer mà ai chẳng hát hay múa giỏi, kể cả cô bí thư chi đoàn này nè. Em đâu có hát hay múa giỏi đâu. Em múa giỏi mà. Nếu lỡ khách có vui quá mà nắm tay thì không có đổ mắm bò hóc đầu ta nghe. Cái anh đây thì giận kỳ quá. Sao không? Sunny, Sunny, xin lỗi. Nếu tôi đoán không lầm, ông là kỹ sư Thạch Sơn mới về đây phải không? Chà, ông còn tiếp thị dữ dội hơn tôi nữa ha. Nhưng xin lỗi, tôi chưa được biết ông. Đây là hòa sĩ Hiệp, em vừa mới nói với anh đó. À, vậy ra ông là người vẽ tranh chủ gái đây sao? Vậy cũng xin cải chính với ông. Tôi không phải là loại đông răng đi lừa phụ nữ như ông. Lòng vả cũng như lòng sung thôi. Chỉ có điều, hôm nay hai cô gái đẹp ở phum này đều có mặt ở đây với ông, thì ông cũng thuộc hàng cao thủ. Thôi chào. Thôi anh, dây dây hắn làm gì, bỏ đi. Về họp chi đoàn triển khai công việc thôi. Đi anh. Toàn gặp chuyện không đâu. Có chuyện gì cũng phải nói cho ra lẽ chứ.
Mấy bữa nay má thấy thằng Thạch Sơn cứ loanh quanh ngoài ngõ. Sao con cứ tránh mặt nó hoài? Anh có coi con ra gì đâu má. Má thấy nó là người tốt, lại là ân nhân của con nữa. Làm người chớ có vô ơn bạc nghĩa con à. Con không xứng đáng với ảnh. Má ơi, hay má cho con vô chùa tu cầu phước suốt đời tan ảnh nha má. Con đừng nghĩ quẩn. Nó đã bỏ thành phố đưa con về là bỏ qua hết những chuyện con làm và thương con thật lòng. Thôi, ra với nó đi con. Con khổ quá má ơi. Các bạn chú ý, các bạn cố gắng ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta nhận giống mới về xã được rồi. Ông kỹ sư nông nghiệp này mà cưới cô Thạch Phim bí thư chi đoàn mình thì chi đoàn mình giàu hết biết nha. Chuyện của Sunny là như vậy đó Thạch Phim à. Cô giận anh vì cô chưa hiểu anh thương cô như thế nào. Anh Sơn, anh có thương Sunny thật lòng không? Vì anh trở về quê phần lớn cũng là vì tình cảm của anh đối với Sunny đó Thạch Phân à. Ngày Sunny và mấy đứa bỏ quê đi cũng có tin đồn này nọ, chắc Sunny còn mặc cảm khi trở về. Lẽ ra em nên gần gũi động viên cô. Đúng đó Thạch Phân, cách tốt nhất để giúp Sunny thoát khỏi mặc cảm là ta nên kéo cổ và sinh hoạt chung với mọi người. Cha, ông kỹ sư quan tâm tới người đẹp dữ ha. Vậy sao hôm nay anh không rủ cổ tới tham gia với tụi em? Nhưng anh tới cổ không tiếp, biết làm sao giờ? Được rồi, em sẽ làm trưởng ban hòa giải cho. Nhưng nhớ, phải thưởng cho em đó nghe. Thưởng gì? Giới thiệu cho em một người giống như anh. Em xin đi, đi đâu về mà buồn vậy? Nhiều đủ rồi, dạ, đi đi. Hey. Đẹp, đẹp, đẹp lắm. Thiếu nữ Khmer trong buổi chiều tà. Em cứ ngồi yên như vậy, anh sẽ ký họa cho em một bức. Tuyệt. Ông làm gì vậy? Tôi không phải là thứ cái quê khờ khạo để cho ông dụ dỗ đâu nha. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Đúng, em không phải là gái quê mà em là gái nhảy. Anh đã biết việc làm của em ở thành phố rồi. Nhiều hả? 500 triệu, triệu rưỡi. Yeah. Nhiều anh cũng chịu á. Buông ra, buông tôi ra, cứu tôi với. Ơi, có nhà không? Anh cho tiền. Buông tôi ra. Để anh cho tiền. Cứu tôi với. Buông ra. Dạ. Cô Phân, tôi chỉ dẫn thôi mà. Được không Đặng? Sunny, em có sao không? Chị Phân ơi, em khổ quá. Sunny, em đừng sợ. Em đã về đây rồi. Thì con có chị, có xóm làng, không ai dám làm gì em đâu. Chị Phân ơi, chị không khinh em sao? Em là đứa con gái hư. Em đã... Anh Thạch Sơn đã kể cho chị nghe những nỗi khổ của em rồi. Anh Thạch Sơn thương em đó Sunny à. Em đừng hiểu lầm ảnh mà tội nghiệp ảnh. Thì không á chị. Vậy là ảnh còn thương em. Thiệt chứ sao?
Thôi, không khóc nữa. Làm con gái Khmer phải dũng cảm lên. Quên hết chuyện cũ đi. Phải sống có ý nghĩa. Dạ, em cảm ơn chị. Sơn à, con với Suni có chuyện chi mà mấy bữa nay không thấy con nhỏ qua nhà? Cô hiểu lầm nên giận con má. Má không biết tụi bay có chuyện chi, nhưng con đã đưa nó về đây thì cũng nên động viên an ủi nó. Đừng để nó tủi thân rồi sanh chuyện. Má đừng lo, với Suni trước sau gì cô ấy cũng hiểu con mà. Con chỉ muốn làm điều tốt cho Phương Sóc mình. Lo chuyện lớn xong rồi con mới tính tới chuyện tình cảm của con. Chào chị Thạch Kim. Dạ, chú ngồi. Ủa, chú Thạch Chen dẫn Sóc Buôn đi đâu mà khuya vậy? Đi qua thăm ruộng, thấy lúa nó trổ cờ, tao mừng quá mày ơi. Thằng Sóc Buôn nó bắt được cặp rắn ri, nên tao đem qua kính mày với chị Thạch Kim đây ăn lấy thảo. Trời đất, con cháu mà, chú bày đặt làm chi? Thôi tiện đây, tôi cũng thưa với chị luôn. Nếu mà thu hoạch xong mà tôi vẫn nộp cái phần ăn chia đó cho chị. Chuyện đó chú đừng lo. Chú là người đi đầu trong việc nhận gieo xạ giống lúa mới mà đạt được kết quả như vậy là mừng lắm rồi. Mình sẽ nhân rộng diện tích gieo trồng cho nhiều hộ sản xuất hơn. Vậy tao lấy cái gì ăn mày? Mình đổi lúa lấy lúa. Còn họ nào nghèo thì chú tạm ứng giống cho họ. Nói vậy là như trong báo tao là người gương mẫu ha không? Còn chuyện này nữa nè. Cái gì chú? Nghe nói mày mở trại nuôi trồng sinh thái đã lắm. Tao đem thằng Sóc Muôn để gửi cho mày, cho nó có anh có em. Được không? Dạ được chứ chú. Ngày mai chú cho em nó ra làm với anh em luôn. Vậy ha. Vậy là ngon rồi. Tao nói thiệt nha, từ khi có mày về đây là cả Phương Sóc này nó trộn rộn công việc thấy đá con mắt luôn vậy đó. Thôi ráng nghe mày. Mà phải chi mày về sớm hơn thì tụi nó đâu có bỏ làng này mà đi đâu. Thôi tôi về chị à. Dạ chú về. Dạ dạ. Thôi về con đi. Thưa các bạn đoàn viên thanh niên của Phung Sóc Om, hôm nay chúng ta khai trương đầm nuôi cá. Đó là công sức của tất cả các bạn đã cùng nhau lao động trong những ngày qua. Đây là một trong những dự án VAC của chi đoàn thanh niên Sóc Om chúng ta. Từ đây chúng ta sẽ nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản, kết hợp với phát triển các nghề truyền thống như chế biến sản phẩm từ cây thốt nốt, nghề đan lát, nghề thủ công, làm gốm, dệt vải. Chúng ta sẽ kết hợp những nghề này để hình thành mô hình du lịch sinh thái. Rồi đây chúng ta sẽ đón nhiều đoàn khách du lịch tới Phung Sóc chúng ta. Cả Phung Sóc sẽ làm du lịch, làm kinh tế. Hy vọng một ngày gần đây, bộ mặt của Phung Sóc chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ xóa sạch sự đói nghèo ra khỏi đời sống của mỗi gia đình trong Phung Sóc chúng ta. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ tiến hành thả cá giống. Mời các bạn. Thật con giỏi thiệt. Đội dân nghệ mới tầm mấy bữa mà chuẩn chặt lắm. Nếu đem tiết mục này mà chuẩn du lịch là số 1. Khó cho anh. Còn tiết mục này đảm bảo sẽ làm anh bất ngờ. Anh coi gì? Suni. Ai bằng chăng bạch mốt bằng phép linh. Ai bằng chăng bạch mốt bằng phép linh. Ba man sấy mình chặt chánh kinh ta. Rồi lạnh bằng một cái quân lực rõ chí vàng. Rồi lạnh bằng một cái quân lực rõ chí vàng. Suni, dù mình có đi đâu chăng nữa, cuối cùng cũng về lại với nhau trong điều muốn làm thôn quê hương. Em tưởng anh quên em rồi chứ. Quên sao được. Em thấy không, lời hứa của anh đối với em sắp thành hiện thực rồi. Ba, tụi nó hết giận nhau rồi đó. Ca Chi ơi, nghĩ ta lên ăn cơm đi.
coi cái mồi này một mùa tao thu được cả trăm giả lúa chứ không ít nha mày. Vậy mà lúc trước á, chú có thối lùi hoài à? Ê, lúc trước khác, giờ khác. Đó mày coi, giờ cả phum đều xả giống mới của mày nè. Dạ. Đã được hỗ trợ giống lại được mua phân trả góp nữa. Ngu gì không làm mày. Anh, anh ăn đi cho nóng. Má làm được nhiều cậu ôm cho em. Má chỉ cho nhóm gốm của thanh niên làm được nhiều sản phẩm ngon lắm, bảo đảm đưa ra khách du lịch sẽ thích. À, còn cha quả sĩ Hiệp kia có quay trở lại trả tiền mấy đợt hàng trước cho má chưa? Cha trốn biệt từ dạo đó mà có quay lại, má em cũng đuổi thẳng cô. Má nói khi làm cho anh thì có tiền gối đầu sòng phẳng nên cả tổ gớm ai cũng vui. Cha, cô đôi trường văn nghệ chăm sóc ông kỹ sư, kỹ quá ta. Chị Thạch Phên ăn cơm luôn đi. À, em vừa mới ghé qua khu trang trại du lịch. Anh em bên đó mới dựng xong cái nhà mát thứ ba. Hay quá. Vậy là mình khai trương khu du lịch đúng lại ốc ông bó luôn rồi. Ừ. Anh đã điện thoại nhờ Tuấn, nhờ nó tổ chức các tour và đúng lễ hội đó luôn. Anh Tuấn là ai vậy anh? Shh. Bí mật. Rồi em sẽ biết. Một người rất giống anh. Cái anh này nhớ dai thiệt đó. Thiệt đó chị, anh đẹp trai lắm. Chị mà gặp là chết liền. Con nhỏ này ai mà thèm. Bộ về hồi với nhau cả bán tôi ha. Em mời anh hai. Thằng Thạch Sơn nó giật hết mối làm ăn của tao. Tụi bay nghĩ coi có cách nào bó chân bó tay nó lại không? Anh hai, thằng Sơn đang được cả phum, cả chính quyền, nhà chùa giúp đỡ. Đụng vô nó không được đó anh hai. Phải triệt cho bằng được nó. Tụi bay làm gì thì làm, bao nhiêu tao cũng chi. Tao ứa gan lắm rồi. Anh hai, em đã có cách. Con đem đồ ăn này ra cho anh Thạch Sơn, nói anh ngủ nhớ văn mùng. Khổ, suốt ngày ngoài trang trại, không có chịu về nhà. Bà Thạch Kim đừng lo, chị Sony chưa nào cũng đem cơm cho ảnh, ở tới chiều mới về. Giờ này con đem cơm ra cho ảnh. Ăn cơm xong, hai anh em con chia nhau, người ngủ, người canh. Ờ, con đi đi ha. Dạ. À nè, đem theo cái mền, anh em đắp cho ấm nha. Dạ. Anh Thạch Sơn, em thấy mấy người vác cái bao đi về phía đầm cá, thấy nghi lắm. Ừ, để ra coi thử. Em chạy lại về phum, gọi mấy anh chị trong đội dân phòng ra, gấp cho anh nhé. Dạ. Bao nhiêu đi thuốc trừ sâu là ngày mai cá nổi trắng đầm, còn sơn cá hù mà thu hoạch. Thôi, rút lại lại lên còn qua đốt mấy cái nhà tụi nó mới cắt ra đó. Ừ. Ra đi. À, tụi mày tưới thuốc cá hả? Bao nhiêu người phải đổ một hồ xương nước mắt mới có đầm cá này. Tụi mày phá hoại hả? Nó chỉ có một mình tao tụi mày, giết nó luôn. Sơn, mọi người ơi, anh Sơn tỉnh rồi. Sơn, ma nè Sơn. Ma,
Năm nay á, Phung của mình ăn Tết ốc bóc thiệt là vui. Lúa trúng mùa, nhà nào cũng dư dả rạo ăn hết trơn á. Phải rồi. Đúng rồi. Khu du lịch sinh thái của mình khai trương nhằm ngay ngày lễ vui hơn nhiều. Đúng rồi, để mình nói các bạn nghe nè. Trước cái đà này á, thì Tết chăm chom thơ mây năm nay vui nổ trời luôn. Các biết sao không? Bây giờ cái bụng có no thì mới lo được văn nghệ chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi ơi. Đúng rồi. Đi ơi. Đi đây đây đây. Đi thôi đi thôi. Đâu đâu. Ê thằng Phú ơi, nhiệm vụ mày lo chưa xong nha. Mày ngồi xuống đây ngồi xuống đây. Rồi em. Rồi chuẩn bị. Đây làm gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi các chị đổi đội hình nha. Anh bao nhiêu năm rồi anh mới làm lại chiếc đèn để cầu cho cuộc sống sung sướng về lại với Phung Sóc. Chưa thả đèn mà anh đã làm được điều anh hứa rồi đó. Trời ơi, thằng Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Xin chào ông kỹ sư nông nghiệp, kiêm ông chủ trang trại. Xin chào các bạn. Xin chào. Tôi giới thiệu với các bạn, đây là phái đoàn đầu tiên đến khu du lịch Sóc Ôm của chúng ta. Con. Má. Má. Con chào ba. Má. Ba. Kiều Trâm đi được Pháp lắm. Rồi con. Ba má nhớ các con quá à. Sao bà lại khóc? Bà nhìn các con kìa, đứa nào cũng ra dáng, con gái con trai Khmer hết rồi. Bà phải vui chứ. Dạ, con mời ba má vào trong. Đi không? Xin giới thiệu với các bạn, đây là ba má nuôi của mình ở Sài Gòn. Còn đây là Tuấn, bạn cũ ở Sài Gòn mới xuống. Chào các bạn. Này các cháu thanh niên, ra đây. Mau ra đây. Ra đây nhận quà của sư cả Thạch Lự nè. Chào ông. Mời ông vô trong. Hôm nay có ông bà về đây, thiệt là tốt quá. Tốt quá. Bữa nay Phung Sóc được đón ông bà về thăm, thiệt là phúc lớn. Xin cảm ơn ông bà đã nuôi dạy được cháu Thạch Sơn nên người và cho cháu trở về xây dựng quê hương. Thiệt là phước lớn cho Phung Sóc ta. Thưa sư cả, con đã làm được gì nhiều đâu. Trời đất, chừng đó việc mà chưa nhiều. Từ khi có nó, Phung Sóc ta như được thay da đổi thịt. Tôi nói vậy có phải không mấy cháu? Má rất tự hào về con Sơn à. Nào các con đem lọc Phật vô để mọi người cùng liên quan vì sự đổi mới của Phung Sóc. Chào đón đoàn khách đầu tiên đến khu du lịch Phung Sóc của chúng ta, phải không thưa thầy? Đèn đi, gió lắm, anh để sát vào người, em che gió cho. Rồi anh tha xuống nước đi. Em ước điều gì đó đi. Gió sẽ đẩy ngọn đèn đưa đường ước của em lên mặt trăng. Rồi anh thả đèn đi. Em ước điều gì vậy? Em ước gì anh sẽ giữ mãi tấm lòng phúc hậu của anh với em, với mọi người, để em luôn được ở mãi bên anh. Rồi, anh hứa. Giờ thì anh để cho gió đưa điều ước của em lên mặt trăng nghe. Dạ.
Ha 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 ha.